Chào cả nhà mình, hôm nay mùng 1 Tết mình vui, rất vui chúc Tết các bạn và chia sẻ một số điều về dạy con cái cách quản lý về tiền bạc. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết của 2020, đây là một cái Tết rất là đặc biệt. Và phần lớn chúng ta gặp nhau, chúng ta chúc Tết thì chúng ta chúc về cái gì ạ? Chúng ta chúc an khang, tài lộc, năm mới phát tài, cái công việc làm ăn tốt, rất là nhiều thứ. Đại khái nội dung nó là như vậy. Và chúng ta nghe đi nghe lại hoài, nó như thế nào, nó cảm giác nó thành sáo rỗng luôn. Và hôm nay mình muốn gửi đến các bạn cái cách như thế nào, một cái góc nhìn mới. Vậy thì chúng ta cái góc nhìn mới này nó như thế nào? Nếu một năm qua mà bạn đang gặp còn nhiều khó khăn, và một năm qua mà bạn thấy rằng mình chưa có mục tiêu, thì một trong những cái cách mà để chúng ta có động lực trong năm mới đó là chúng ta hãy nghĩ về tương lai, hãy nhìn về tương lai cuộc sống của chúng ta, hãy nhìn về tương lai của gia đình của chúng ta. Hãy nhìn vào những đứa con của chúng ta. Hãy nghĩ chúng ta phải để lại gì cho thế hệ mai sau. Thì như thế nào ạ? Thì tự nhiên chúng ta có động lực ghê gớm. Và cái lời chúc Tết của mình là mình muốn gửi đến các bạn. Hãy như thế nào ạ? Hãy nhìn về gia đình của mình. Hãy nhìn về những đứa con của mình. Hãy suy nghĩ cái điều mà chúng ta cần phải để lại gì cho thế hệ sau. Thì chắc chắn rằng các bạn sẽ có động lực, các bạn sẽ làm. Và các bạn, cái việc mà có nhiều tiền, cuộc sống tốt hơn, việc kinh doanh tốt hơn, đó là kết quả của cái động lực phía bên trong của bạn thôi. Cái tiếp theo nữa là các bạn hãy nhìn vào những đứa trẻ, hãy nhìn vào những đứa con, hãy nhìn vào gì ạ? Nhìn vào gì của tụi nó, hãy nhìn thẳng vào ánh mắt của tụi nó. Hãy nhìn thẳng vào ánh mắt, còn bạn nào mà chưa có con, rất là đơn giản. Bạn hãy nhìn vào những cái đứa trẻ mà bạn yêu quý, bạn yêu thích nó đi. Bạn thấy cái cách nó chơi, cái cách nó nói chuyện, cái cách nó cười. Và bạn như thế nào ? Bạn sẽ nghĩ gì ? Bạn sẽ giúp gì cho cuộc đời của nó. Và đó là chắc chắn nó làm cho bạn có động lực. Và động lực ghê gớm luôn. Tối giao thừa rồi, mới cách đây vài tiếng thôi. Nếu bạn chưa thấy rõ ràng mục tiêu của năm 2020 này, mục tiêu của năm 2025 này, thì sáng nay rất là đơn giản. Bạn hãy như thế nào ? Hãy dành một ít tiền lì xì dành cho những đứa trẻ mà bạn yêu thích, bạn yêu quý. Hãy nhìn vào tương lai của những đứa con đó, tương lai những đứa bé đó. Bạn sẽ biết rằng mình cần phải làm gì, mình cần phải làm cho ai. Và mình nói như thế nào ? Mình lại có động lực và quyết tâm hơn. Chắc chắn là như vậy các bạn ? Cuộc sống là như vậy. Cuộc sống chúng ta luôn có động lực, chúng ta nhìn về tương lai. Cuộc sống chúng ta luôn biết vượt qua khó khăn, chúng ta có mục tiêu để chúng ta làm. Cuộc sống chúng ta luôn có nguồn cảm hứng vô tận. Nếu chúng ta làm vì ai đó, vì một thế hệ tương lai mai sau, thì động lực của bạn nó sẽ vô cùng lớn. Đây là cái ý thứ nhất mình muốn nói trong cái đoạn video này. Cái ý thứ hai mình muốn nói đó là thông qua năm mới này, bạn là người lớn, bạn sẽ lì xì rất là nhiều tiền cho con trẻ. Và nó như thế nào nữa? Và chính đứa con của bạn cũng nhận rất là nhiều tiền lì xì từ những người lớn khác. Và đây là một cái cơ hội tuyệt vời các bạn ? Một cơ hội tuyệt vời để bạn dạy cho con về cái suy nghĩ về tiền bạc, những cái kiến thức về tiền bạc, kiến thức về tài chính rất là cơ bản qua bao lì xì. Tại sao nó như vậy? Tại vì khi còn là trẻ con, khi mình còn là trẻ con, chính các bạn còn là trẻ con, và trẻ con thì ai cũng thích gì? Ai cũng thích Tết hết. Trẻ con thì đứa nào nó cũng thích Tết hết. Vì sao nó thích Tết? Bởi vì ngày Tết tới thì mới có những món ăn ngon. Ngày Tết tới thì mới như thế nào ? Mới
có những cái bộ quần áo đẹp mà mặc, ngày tết tới được gì ạ, được đi gặp bà con đầy đủ hết, và đặc biệt, vô cùng đặc biệt, ngày tết tới được nhận gì ạ, được nhận cái bao lì xì. Và khi mà trẻ con nó nhận được cái bao lì xì là nó vui lắm. Tuy nhiên nếu bạn không biết cách thì nó làm cho trẻ con nó như thế nào ạ? Nó không học được cái bài học gì qua cái bao lì xì hết. Khi các bạn thấy mà phần lớn trẻ con nó nhận bao lì xì là nó như thế nào ạ? Nó đưa ngay tiền cho ba mẹ. Và một cái câu hỏi là nó hỏi trong đầu, không biết cái tiền đó là tiền của ai? Tiền đó là tiền của mình hay là tiền của ba mẹ? Rồi con có được quyền tiêu nó hay không? Và con tiêu nó bằng cách nào? Rồi ba mẹ giữ đó, ba mẹ nói đó, nhưng mà ba mẹ có mua đồ cho con hay không? Ba mẹ mua như thế nào? Ba mẹ mua cách nào? Ba mẹ có nói với con hay không? Các bạn tiêu tiền, các bạn dùng cái khoản tiền đó, các bạn giảng giải cho trẻ, đó là cái cách mà trẻ nhỏ nó sẽ ảnh hưởng đến từ ba mẹ, đến từ bạn, về trong cái cách chúng ta dạy con về tiền bạc từ những bài học đầu đời nó như vậy đó các bạn ạ. Và cái đứa trẻ đó sau này nó lớn lên nó sẽ biết cách ứng xử như thế nào với tiền đó. Và ngày hôm nay mình nói cái việc thời đại chút, ngày hôm nay các bạn thấy không, công nghệ nó tràn là ngập khắp nơi, tiền á các bạn biết, tiền bây giờ nó thông qua tài khoản hết. Các bạn thấy tài khoản chuyển hàng của mình, chuyển tiền cho bạn chỉ là những con số thôi. Ngày hôm nay các bạn đi thanh toán tiền bằng cách gì, quét thẻ Visa hoặc là gì, các cái app thanh toán. Và tiền ngày nay nó càng trở nên gì ạ, nó càng trở nên vô hình mất tiêu đi, nó không còn nhìn thấy thật nữa. Vậy thì bài học ở đây là gì? Cái bao lì xì Tết, từng cái bao lì xì Tết đó là từng cái đồng tiền thật, nó được nằm ở trong đó, nó vô cùng sống động. Và đó là cơ hội bạn dạy cho con những cái gì ạ, những cái kiến thức về tiền cơ bản nhất và sống động nhất thông qua cái gì ạ, thông qua cái dịp Tết này. Thế thì chúng ta chia sẻ con những cái điều gì ạ, năm cái thứ mà mình nên, bạn có thể thêm nhưng mà nghĩ là năm cái thứ mà bạn cần phải chia sẻ con. Thứ nhất đó là tiền nó là hữu hạn, tiền nó chỉ sử dụng có một lần. Cái điều này bạn phải biết cho con, cái bạn nên nhớ là nguồn lực của tiền là có giới hạn, nó không phải vô hạn. Bạn có 100.000 và bạn đã tiêu nó đi hết thì cái 100.000 đó mãi mãi nó không bao giờ nó quay lại với bạn hết. Nên cho con biết rằng là tiền là hữu hạn, chúng ta đã mất nó đi rồi thì rất là khó để chúng ta quay lại. Giống như một cái câu nói khác nói là tiền nó giống như nước nó chảy xuôi á, nước các bạn thấy trong nguồn nó chảy ra, nó chảy và nó chảy đi luôn, nó không có, nó rất là khó để chúng ta nó quay lại. Nó có một cái quy trình, các bạn, nó bốc hơi lên rồi nó như là nó thành mây, nó mưa xuống, nó mưa đúng chỗ đó rồi nó mới trào thành cái nguồn nước. Rất là khó khăn. Nó là chính vì yếu tố đó chúng ta phải dạy cho con rằng những cái đồng tiền chúng ta có được á, chúng ta hãy dùng nó vào việc có ích, không có được lãng phí, bởi vì nó là nguồn tài nguyên hữu hạn. Và con trẻ thì nó thích mua đồ, thì trước khi mua đồ á, bạn phải hỏi được là tại sao con mua cái món hàng này, nó có cần thiết cho con vào lúc này hay không, nó có thực sự quan trọng đối với con hay không, để con gì, con nó biết ý thức rằng mình có nên dùng cái món tiền này cho cái món đồ này hay không. Các bạn thấy trẻ con nó hay mua, nó chơi một hai bữa rồi nó chán, và ba mẹ cũng hay chiều con nó như vậy mà không giúp cho con biết cái sức mạnh và cái nguồn lực vô hạn của đồng tiền. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, hãy để cho con biết rằng đồ vật nó không có cùng giá, đồ vật nó không bao giờ nó có cùng giá. Cùng một mặt hàng như nhau, cùng một sản phẩm với nhau, nó có rất là nhiều giá khác nhau. Cùng một sản phẩm như nhau, nhưng những thương hiệu khác nhau.
nhãn hiệu khác nhau thì giá cũng khác nhau. À, chính các bạn cũng nhận ra điều này. À, cùng một gì à? Cùng một quyển tập, cùng một cái quyển vở thôi đúng không? Cùng một quyển tập, cùng một quyển vở, các bạn dẫn đứa con đi mua đi thì nó có rất là nhiều giá khác nhau. À, cùng là viết thôi, đi mua cây viết thôi, bạn dẫn con đi mua viết đi thì nó cũng có rất là nhiều giá khác nhau. Điều này nó nói lên cho con trẻ cái bài học gì à? À, hãy giúp con cái cách so sánh giá. Giúp con cái cách so sánh giá. Tại sao giá này cao, tại sao giá này thấp, tại sao có giá mắc, tại sao có giá rẻ. Hãy giúp cho con tại sao nó có cái giá nó như vậy. Giúp con cái cách phân biệt giá. Giá 5.000, giá 10.000, giá 20.000, giá 50.000. Thực sự thì nó khác nhau những cái gì ở trên đó. Và một trong những cái bài học nó rất là quan trọng là bạn không có phải là mua liền, bạn không phải là hối con mua, mà bạn giúp con đưa ra quyết định. À, bạn nào mà luyện cho trẻ nhỏ, ngay từ nhỏ nó đưa ra được quyết định là điều rất là tuyệt vời. Các bạn thấy trong cuộc sống đầy những người lớn trưởng thành họ không thể đưa ra quyết định được, dù những quyết định nó rất là đơn giản. À, bởi vì họ sợ sai, họ không biết cái gì thực sự là cần cho cái vấn đề của họ, cho cái công cuộc của họ, họ không thể đưa ra quyết định. Bởi vì những cái đứa người đó ngay từ nhỏ họ không được quyền đưa ra quyết định nhiều quá, họ bị ba mẹ lo hết, giải quyết hết, nên họ không có ra được quyết định. Đó là cái điều mà thông qua cái tiền Tết, thông qua bao lì xì, hãy giúp cho con phân biệt giá, ra quyết định, so sánh giá, hiểu được giá trị của các cái đồ vật nó khác nhau. Cái thứ ba mà mình muốn gửi đến các bạn đó là về giúp cho con hiểu về lãi suất. Lãi suất rất là quan trọng. Tại vì nếu con không hiểu về lãi suất á, là con nó như thế nào ạ? Nó sẽ cầm cái đồng tiền nó để tiền mặt và nó vô cùng gì ạ? Nó vô cùng mất giá trị theo năm tháng. Các bạn thấy rất nhiều người dùng tiền cất ở trong nhà. À, vậy thì lãi suất là gì? Đối với trẻ con, lãi suất nó rất là đơn giản thôi. Là nó như thế nào? Là tiền nó sẽ tự đẻ ra tiền. À, giúp cho con để con biết đó. Tiền nó đẻ ra tiền. Ví dụ khi chúng ta gửi vào ngân hàng 100.000 thì sau một thời gian nó không phải là 100.000 mà nó nhiều hơn 100.000 đó. Tức là tiền nó đẻ ra tiền. Giúp cho con hiểu ra được cái việc đó. À, cái đoạn video sau mình sẽ nói về các bạn sâu về lãi suất đơn và lãi suất kép. Các bạn đón xem đoạn video sau. À, thì dĩ nhiên kiến thức sau là kiến thức về người lớn rồi. À, nhưng các bạn nên hiểu một cái nghĩa là tiền nó đẻ ra tiền. À, và hiểu con ra được này. Vậy thì thông qua bao lì xì bạn thế nào? Bạn dạy con hiểu như thế nào là lãi suất. Nó rất là đơn giản thôi. À, ví dụ như con nhận những bao lì xì. À, và các bạn giúp con bỏ tiết kiệm vào trong cái ống heo. Trong cái ống heo. Và để làm được việc này thì bạn giúp con ghi chép rất là đầy đủ. Làm ra một quyển sổ và ghi chép bao lì xì 1 là bao nhiêu, bao lì xì 2 là bao nhiêu, bao lì xì 3 là bao nhiêu, bao lì xì 4 là bao nhiêu. Tất cả được như thế nào ạ? Được ghi chép rất là cẩn thận. Con ghi chép chứ không phải bạn ghi chép, nhớ nhé. À, con nó ghi chép và nó tính ra được. À, và như thế nào ạ? Và tối về hoặc là ngày mai ngày mốt gì đó, bạn âm thầm gọi là bí mật, bạn bỏ thêm một ít tiền vào, một ít thôi, bạn bỏ một ít thôi, nhớ là một ít thôi. À, và hết Tết cùng nhau khui con heo đó ra. À, và con nó tính trên sổ là tổng tiền nó có được là bấy nhiêu đó. Nhưng thực sự đó là tổng tiền trên sổ, nhưng mà thực sự thì con nó tính ra thực sự trong cái ống heo thì tiền nó nhiều hơn. Và bạn giải thích cho con đó là lãi suất, đó là tiền nó sinh ra tiền. Và giúp cho con hiểu rằng vậy thì chúng ta phải tiết kiệm tiền bằng cách nào? Bằng cách sau này chúng ta lớn lên, chúng ta có tiền, chúng ta phải bỏ nó vào trong ngân hàng, chúng ta phải biết mang nó đi kinh doanh, chúng ta phải biết mang nó đi đầu tư thì tiền nó sẽ sinh ra tiền. Chứ không phải là chúng ta muốn kiếm tiền là chúng ta chỉ có cái cách là lăn ra đi làm để kiếm tiền không.
Lan ra đi làm công để kiếm tiền hay không, đi kiếm tiền hay không? Bài học này nó giúp cho con gì? Nó giúp cho con biết cách ghi chép rõ ràng, biết cách biết tổng cái tiền thực mình có và tổng tiền mình nhận, và biết gì, biết đâu là lãi suất, tại sao tiền nó đẻ ra tiền. Các bạn thấy điều này tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Và bài học thứ tư trong cái phần này đó là gì ạ? Giúp con tạo lập một cái ngân sách, giúp cho con hiểu như thế nào là về ngân sách. Trẻ con thì nó luôn luôn muốn mua, nó có tiền là nó muốn mua cái vật A, nó muốn mua vật B, vật C. Nhưng bao giờ cũng vậy, cái tiền mình có với cái mà mình muốn mua không bao giờ nó khớp nhau, không bao giờ nó khớp nhau cả. Có thể chúng ta có tiền rất là nhiều, chúng ta có thể mua một món ít, nhưng mà cũng có thể chúng ta có tiền rất là ít nhưng mà chúng ta muốn mua một món rất là nhiều. Thì giúp cho con gì ạ? Tạo ra một cái ngân sách. Bây giờ trước tiên là hỏi con là muốn mua cái gì, muốn mua cái gì. Rồi giúp cho con tham khảo ở trên thị trường món hàng đó là bao nhiêu. Vậy cái khoản tiền trong túi này, khoảng bao lì xì chúng ta đang có này, nó đã đủ để mua cái đó chưa? Nếu chưa thì chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta hãy cần lên một cái kế hoạch tiết kiệm một thời gian để nó mới có đủ được cái ngân sách để mua cái món đó. Hoặc một bài học khác là con nó có một cái khoản tiền A nhưng nó muốn mua tới 3 món hàng lận, nó muốn mua 3 món hàng lận, thì bạn tập cho con ghi chép khảo sát giá, nên chọn mua cái A, nên chọn mua cái B, chọn mua cái C, hay là mua tất cả phải đủ tiền hay không. Nếu không đủ tiền thì chúng ta có thể cắt giảm xuống để mua cái việc khác. Khi các bạn giúp con làm được cái việc ghi chép quyết định mua món gì, hoặc là cái món này nó quá cái ngân sách tiền chúng ta có được, thì chúng ta đổi ý định để mua món khác hoặc ra quyết định, là các bạn đang định hình cho con những cái bước đầu tiên trong việc tạo lập ngân sách về tiền bạc để xây dựng cuộc đời con. Sau này con lớn lên, con sẽ biết cách tạo lập ngân sách những cái gì mà con muốn. Vì cả hành trình cuộc sống, để chúng ta đạt được mục tiêu, chúng ta cần phải có tài chánh, và tài chánh thì chúng ta cần phải có ngân sách, cái hành để làm được cái việc đó. Các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Các bạn thấy không? Vậy thì nó như thế nào luôn ạ? Hồi nãy giờ các bạn thấy các bạn có những cái bài học gì hay ạ? Các bạn có những bài học gì hay ạ? Vậy thì tiếp theo nữa thì chúng ta phải hiểu như thế nào ạ? Chúng ta hãy hiểu là chúng ta tiêu tiền như thế nào, giúp cho con tiêu tiền như thế nào, phải dạy cho con cái cách tiêu tiền như thế nào. Cái đó là cái bài học thứ năm. Các bạn biết khi mà trẻ mới sinh ra, hoặc là dạy cho con về tiền ở cái độ tuổi nào, hôm nay nó là như vậy, ở độ tuổi nào thì chúng ta dạy con về tiền, thì các bạn nên nhớ ra như vậy nè. Khi mà chúng ta mới sinh ra đời thì gần như là trẻ nhỏ nó chưa có một cái mô thức, nó chưa có cảm nhận hết, thì nó đã được lì xì rồi. Các bạn mấy đứa bé mà vừa biết cầm thôi, chưa nói được đã nhận được bao lì xì rồi, chắc chắn nó là như vậy. Tuy nhiên nó nhận một cách rất là vô thức thôi, rồi nó thấy ba mẹ nhận xong rồi ba mẹ giữ mắt đi. Nó chỉ cảm nhận nó như vậy thôi. Thì chúng ta dạy con về tiền cái giai đoạn nào? Cái giai đoạn là bé bắt đầu biết cộng trừ nhân chia tính toán. Cái giai đoạn đó bé biết cộng được, bé biết cảm nhận những con số. Dạy thì khi nào con đó? Thường thường là vào lớp 1, bắt đầu từ độ tuổi khoảng 5, 6, 7 tuổi độ lên. Vậy thì dạy cho con hiểu được những cái giá trị của những con số đó, và dạy cho con hiểu được cái đồng tiền đó nó là một cái vật trao đổi để nó mua được những cái gì trong cuộc sống. Dạy cho con cái cách để làm sao để tạo ra tiền đó, nói chung là ở một cái mức rất là cơ bản, để từng bước định hình con, để con hiểu về tiền hơn. Vậy thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho bạn như thế nào cái cách dạy con về tiền thông qua cái năm mới, thông qua cái tiền bao lì xì này, và một cái góc nhìn mới về chúc Tết năm mới. Đoạn video sau mình sẽ nói về các bạn như thế nào là lãi suất đơn và lãi suất kép, và có thể bạn dùng cái này bạn lại dạy lại cho con tiếp. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn năm mới ý nghĩa, thành công, tốt đẹp. Bye bye các bạn.